Đây là món gỏi cá Đông Cường. Quay lên Facebook xong rồi. Do đầu bếp lão là trộn hết kia. Đấy là đang chuột trong đưa đây. Nguyên liệu. Không. Nguyên liệu là riềng không? Ừ, nhưng mà riềng. Mẻ mắm tôm. Riềng mẻ mắm tôm. Cứ nói cho thật nhiều thứ để cho nó oai. Cá. Rồi rau. Có bóp chanh không các bác nhỉ? Hả? Có bóp chanh không bác? Có. Ít bóp chanh. Rồi thì phải chụp cái đổ rau ấy. Đây đổ rau đây. Đổ rau này là cái để một miếng cá một nắm rau này nữa là đổ chanh chua lên là chén. Hãy mỏng luôn. Chưa? Cá bọc báo.